Hey! Lúc nãy ai đây vậy? Dạ, đó chính là Na Tẻ Phước Tấn. Xin thỉnh an Phước Tấn. Để đó cho ta. Thỉnh an với bối Lạc Gia. Thỉnh an bối Lạc Gia. Thức ra hả? Ăn cơm đi. Làm gì vậy? Tại sao có người để cho Phước Tấn tự mình ra tay? Anh đừng có trách họ, vì em muốn làm mà. Ăn cơm trước đi. Phước Tấn ơi, để tôi. Các người ra ngoài trước đi. Dạ, bố Lạc Gia, Phước Tấn, mời dùng cơm. Hân Ni Nhã, em đừng quên thân phận của em. Em ở trong phủ bao nhiêu năm rồi, còn cần dạy sao? Em đã quen rồi. Lão già, ngày mai là đám giỗ của Đông Ca Cát Cát. Em nghĩ... Em nghĩ làm sao thì làm đi. Ở chỗ này có đại sự anh lo hoài không hết. Nếu như Đông Ca Ca Cát còn sống... Hơn đi nhở. Đừng quên cái nguyên tắc. Ăn không nói, ngủ không nói. Được rồi, bây giờ anh đi ô la. Ê, anh còn chưa ăn xong. Không ăn nữa. Chừng nào trở về? Em đừng hỏi nhiều. Xuân Hồng, mau mang hộp cơm tới đây. Phước Tấn muốn... Đừng hỏi nhiều, hãy thu xếp sạch sẽ chỗ này, lo chuyện của người đi. Dạ. Cát, em đến rồi. Cát hả? Tới rồi hả? Cát, nhị bối Lạc đã đi ô la rồi, em mang đồ ăn ngon tới cho Cát ăn nè. Wow, thơm quá đi. Em đi lấy chén đũa. Cát, ở đây thật sự không được đâu. Nếu cô không muốn về nhà, em tìm chỗ trong thành cho cô ở. Không, ta rất thích chỗ này. Cát, đừng có trách em nhiều chuyện. Cô lúc nào cũng nghĩ kỳ lạ. Lần đó ở Âu La, chúng ta có cách đi ra ngoài mà. Nhưng Cát lại nghĩ tới cây chết. Đó không phải là ý nghĩ bậy bạ. Thứ nhất, ta không muốn Lê Bố Chiên thấy. Cho dù là một ngày cũng không được. Thứ hai, Hân Nhi Nhã, ngươi còn nhớ một việc ta đã nói với ngươi hay không? Chuyện gì? Hồi ta còn nhỏ, ta đã gặp một thầy tăng. Một thầy tăng biết coi tướng coi bói. Ông đã nói với ma của ta, bốn bộ lạc của nữ chân ta sẽ vì ta mà bị diệt đông. Họ nói bậy đó. Đúng vậy. Ama giận quá đuổi ông ta đi. Nhưng mà cái sự việc đó, trong lòng của ta lúc nào cũng nhớ kỹ. Có tin như vậy? Đúng ra ta không có tin. Nhưng mà mấy bộ lạc kia đã gây ra biết bao nhiêu phiền phức vì ta. Cho nên ta thật sự tin và nghĩ ta là một người không có kiết tường. Ta không muốn mang đến biết bao bất hạnh cho bộ tộc Diệp Hách. Cho nên mới nghĩ đến cái chết. Bởi vì chết mới giải quyết được. Cát, cô là người hiện lương, đừng có tin những lời đó. Không phải là sự thật đâu. Cô đừng có tin lời của họ nói. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không có tin nữa đâu. Bởi vì ta cần phải sống, và còn có rất nhiều việc đang cần tới ta. Cô định nói cái gì? Bảo vệ Diệp Hách của chúng ta. Em chưa hiểu. Ta hiểu rõ nỗi nhị hà xích. Hắn không bao giờ tha thứ cho Diệp Hách chúng ta đâu. Không có chuyện đó. Cát đã nhắn lời với ổng, ổng đã đồng ý. Ổng không phải là người không giữ uy tín. Nhưng mà hắn hứa chỉ có 10 năm thôi. Nhưng sau 10 năm thì sao? Diệp Hách chúng ta bây giờ đang hùng mạnh. Nhưng ta cần hiểu anh của ta hơn. Anh rất là tự phụ. Với can đảm của ảnh, mãi mãi không thể nào bằng nỗi nhĩ hà xích. Mãi mãi không bao giờ ngăn cản được sự tấn công của nỗi nhĩ hà xích. Thời gian có thể xóa đi được sự thù hận. Có lẽ không cần 10 năm, nỗi nhĩ hà xích sẽ quên đi thù hận. Không chừng Diệp Hách và Kiến Châu sẽ kết minh trở lại. Ngươi tưởng Kiến Châu tấn công Diệp Hách
là vì muốn trả thù sao? Vậy tại sao cần phải đợi 10 năm? Có lẽ không phải hoàn toàn vì ta, nhưng mà với thực lực hiện nay, trong nửa chừng ngoài Kiến Châu sẽ đến Diệp Hách. Nếu như họ thật sự muốn khai chiến với Diệp Hách, tuy rằng có thể chiến thắng, nhưng mà sẽ trả một cái giá đắt thực sự nhiều quá đi. Triều đình sẽ đứng ra can thiệp. Các định nói sẽ tấn công các bộ lạc khác, sau đó mới tấn công Diệp Hách. Giả tâm và mưu trí của Nỗ Nhĩ Hà Xích sâu và rộng giống như biển cả, không thể nào ngờ trước được. Tất cả những bộ tộc nữ chân trước sau gì cũng bị chinh phục. Ta đã tính ngày mà hắn tấn công Diệp Hách thì ta sẽ ra mặt. Đợi đến ngày đó, ta sẽ đứng ra trước mặt hắn, ngăn cản hắn. Lời cô nói, ông có nghe hay không? Ta hy vọng là hắn nghe. Cho dù hắn không có nghe đi nữa, đó cũng là điều duy nhất ta làm được. Nhưng mà 10 năm sau, các cáp, cô còn trẻ tuổi quá. Không lẽ cứ chờ đợi không có những ngày sống chung với người mình yêu, còn phải chịu đựng sự dày dò nữa? Hưng Ni Nhã, ngươi tưởng ta sống thọ lắm hay sao? Ở chỗ này, ta nhìn thấy những ngày tháng của bình dân bá tánh. Tuy rằng họ bần hàn, nhưng mà họ tương thân tương ái. Ta thật sự rất ân hận không có lớn lên trong một gia đình như vậy. Hưng Ni Nhã, Nhị ca có tốt với ngươi không? Nhị mới lạc tốt với em lắm. Khi Ama và Ngạc Nương của ta còn sống, đã chịu chuộng đại ca và nhị ca quá mức. Nếu như ngươi bực tức, thì hãy nể tình của ta mà khoan thứ cho ảnh. Lão già, lão già, giờ đêm hôm qua không biết lệnh đã uống bao nhiêu rượu nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi? Anh đã ngủ hết một ngày rồi. Tôi đừng ngủ lâu tới vậy à? Nghe nói Thứ Nhĩ Hà Tề cũng say ghê lắm. Chuyện của nó và Na Tề Á tới đâu rồi? Để tôi nghĩ lại coi. Có phải anh đã nổi giận với Thư Nhĩ Hà Tề không? Đi đi, đi kêu Thư Nhĩ Hà Tề đến đây cho tôi. Anh muốn làm cái gì? Tiểu tử kia, đêm hôm qua đã nói biết bao nhiêu lời bậy bạ. Tôi bắt nó thu hồi từng câu một. Anh đừng có làm vậy, có gì từ từ nói. Việc của nó và Na Tề Á em cũng nghe ít nhiều. Cái chuyện này không thể nào trách Nhị Đệ được. Chẳng trách chỉ lời của em nói, giống như là thánh chỉ đối Thư Nhĩ Hà Tề và tụi Ngạc Nhật Đồ. Thì ra chuyện gì em cũng bảo vệ cho bọn chúng. Em không có bao che cho họ, em chỉ nói lý mà thôi. Kêu Na Tề Á về hậu thuẫn không có ổn thỏa. Không cần biết cổ như thế nào, anh suy nghĩ là hiểu liền. Lý Nhiên Bách sẽ không tha cho cổ đâu. Lời của em anh đây đã hiểu rõ. Trong muôn ngàn lỗi đều lỗi của anh. Em không phải là ý đó đâu. Anh đợi một chút. Anh muốn đi đâu? Đại ca, em định đi gặp anh, đi tự giải với anh. Em sẽ dẫn con của em rời xa cái chỗ này, trở về Đồ Lương. Về Đồ Lương? Thư Nhi Hà Tề có biết không? Chỉ cần anh đồng ý, anh không có phản đối. Anh không đồng ý đâu. Thư Nhi Hà Tề em không đồng ý nữa. Nhưng nhất định là vì A Mẫn. Phải, nó chính là dòng máu của Ái Tân Giác La. Em để nó lại đi một mình. Nếu như anh... Sao em làm gì? Anh và em trai của anh, hai người đều hiểu rõ. Lời chúng tôi điềm hòa em đã nghe hết rồi à? Thật là đồ tồi mà. Anh bây giờ đi kiếm nó ngay. Khi nó quỳ trước mặt của em xin lỗi với em. Không, anh đừng có trách ảnh. Đừng làm vậy. Thank you.
Na Tè, em đang quán anh à? Em hiểu rõ lòng anh và anh biết rõ phân lượng em trong lòng của anh. Nhưng lúc đó anh không cách gì cưới em được. Đó là bởi vì em là con gái của kẻ thù của anh. Anh sợ là không thể ngóc đầu nổi với các bộ tộc nữ chân. Phải, phục thù là tôn chỉ của Kiến Châu ta, nhưng cũng là hiệu lệnh để triệu tập nhân tâm. Nếu như cưới em rồi, nhân tâm sẽ đại loạn. Anh đã để cho Thư Nhĩ Hà Tề cưới em. Anh là huynh trưởng của nó, anh đã hạ lệnh. Trong mắt người khác, họ không có gì để nói cả. Hơn nữa, anh còn thanh nhã, anh không thể cho em được danh phận tốt nhất. Nhưng mà Thư Nhĩ Hà Tề sẽ mang đến cho em. Anh cứ tưởng rằng hai người sẽ sống với nhau hạnh phúc. Na Tè, có hận anh không? Chỉ cần em chịu ở lại đây. Có câu nói này của anh, trong lòng của em cảm thấy thoải mái hơn. Nếu như anh nói không có sai, cái nguyên nhân em muốn lìa xa không phải hoàn toàn bởi vì Thư Nhĩ Hà Tề. Em chỉ sợ Lý Như Bách không chịu bỏ qua. Em không cần lo, anh lập tức để hắn làm tổng binh khâm mạng của Liêu Đông. Chỉ cái điểm đó, hắn tạm thời không gây phiền phức đâu. Anh đã đánh giá lầm hắn. Em đã từng sống chung với hắn, em hiểu rõ hơn bất cứ người nào khác. Hắn từ nhỏ đã được sự dạy dỗ của Lý Thành Lương. Cái gì hắn muốn có nhất định sẽ chiếm cho bằng được. Lúc đó là bởi vì trọng thương và sự phản đối của phụ thân hắn, cho nên hắn không thể nào không nhắm mắt nhìn em bị các người giật đi. Đối với người hắn mà nói, đó là một sỉ nhục rất là nặng. Cho dù anh giúp hắn làm tổng binh đi nữa, chỉ cần em không xa Thư Nhĩ Hà Tề thì hắn sẽ không có tha cho anh đâu. Những lời này đúng ra em nói với anh từ trước, nhưng mà em nhớ những lời anh đã nói với em. Lời gì? Khi mà em lấy Thư Nhĩ Hà Tề thì anh đã từng cảnh cáo qua em, không cho phép em can dự vào quân vụ đại sự của Kiến Châu. Thôi được, bây giờ em không còn là đệ muội của anh nữa. Em to gan nói vậy ba câu, anh đánh Hà Đạt, em thiệt lo cho anh lắm. Em lo cho Kim Đại Kiết à? Kim Đại Kiết vẫn không có can đảm để mà khai chiến với anh. Nhưng nếu Lý Như Bách có dịp để mà trả thù, dịp hết gần Kiến Châu, hắn có thể ủng hộ cho Kim Đại Kiết. Từ lúc anh đi xa tới Hà Đạt sẽ tiến đánh lấy Kiến Châu. Cho nên vào lúc này em cần phải đi. Chỉ có em đi xa, như vậy mới có thể hòa quản sự nguy hiểm của Lý Như Bách đối với anh. Không, anh không để cho em đi đâu. Vì một người con gái mà quỷ hoại thiên thu đại nghiệp của ấy Tân Giác là, anh sẽ hối hận đó. Anh không có tin. Anh không tin người đàn bà sẽ quỷ hoại được thiên thu đại nghiệp của ấy Tân Giác là. Nỗ Nhĩ Hà Xích cũng cách vượt qua khó khăn trước mắt. Tại sao phải làm như vậy? Em là con gái của kẻ thù anh, em là vợ của em trai anh. Đừng có nói thêm gì nữa. Na Tè, anh muốn em mở lời đây. Na Tè, em đi đi. Anh cho em đi.